Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube truyện bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhạc Tiếu Nhi ở bệnh viện 3 ngày mới chuyển ra ngoài cô đặc biệt mời một bảo mẫu đầy tháng và một bảo mẫu đến chăm sóc cô tại nhà. Linh bảo mẫu là do Khương Tuyết Du giới thiệu, được cho là bảo mẫu nắm giữ huy chương vàng trong trung tâm chăm sóc tốt nhất ở kinh đô. Sau khi xuất viện, Linh bảo mẫu đã chứng tỏ khả năng của mình, đặc biệt trong thời gian ở cữ, Bảo Bảo đã được chăm sóc rất chu đáo. Về phần bảo mẫu mới thuê, chị Cầm, cô ấy nấu những bữa ăn ngon, phục vụ các bà mẹ rất tốt mỗi ngày đều cho nhạc tiếu nhi uống sữa dinh dưỡng thân thể của cô hồi phục rất tốt ngày ở cữ chủ mình lễ đến thăm cùng rất nhiều thuốc bổ đồ chơi trẻ em nhạc tiếu nhi ngồi ở trên sofa ôm bảo bảo vẻ mặt nhu thuận Chủ mình lễ cảm thấy chua xót phức tạp anh thực sự không ngờ năm ngoái nhạc tiếu nhi đi du lịch nước ngoài và trở về nhà với đứa con trong bụng nhưng có một số lý do khiến anh ấy không thể chấp nhận được đứa trẻ này sao anh lại mua nhiều đồ như vậy nhạc tiếu nhi ngẩng đầu nhíu mày lần trước anh đến thăm đồ anh mua còn chưa có dùng hết lần trước mua quần áo lần này là đồ chơi chu minh lễ đặt đồ lên bàn cúi xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo hè hey, trắng hơn lần trước càng ngày càng xinh đẹp hơn nói rồi anh hơi buồn nếu là con của chính mình và Tiếu Nhi, khẳng định tướng mạo hẳn là không tệ. Tiếu Nhi, anh nói em thật quá đáng. Từ khi muốn có tinh trùng để sinh em bé, tại sao lại bỏ tiền mua như vậy? Dùng của anh, anh thấy vóc dáng của mình rất tốt và thân thủ mạnh mẽ. Chắc chắn là tinh trùng của anh không tệ hơn loại mua từ bên ngoài. Chu Minh Lễ chua xót nói. Quên đi, nhạc Tiếu Nhi trợn mắt nhìn anh. Nếu như đứa nhỏ lớn lên giống anh, mẹ em đưa đứa nhỏ về quê liền bị cha mẹ anh bắt đi mất chu minh lễ xoa xoa đầu mũi hai nhà cùng nhau chăm sóc thì vẫn tốt hơn là một mình em chăm sóc anh sai rồi từ khi sinh con theo cách này em chỉ mong đứa bé là của một mình em thôi nhạc tiếu nhi nghiêm nghị nói hơn nữa nếu anh có con ngoài giá thú tìm bạn gái để lấy thì phải làm sao đây sau này kết hôn đừng có bám theo em nếu nói sẽ không kết hôn cha mẹ hai bên cũng không đồng ý chỉ cần em cho anh cơ hội anh có thể chiến đấu một lần chu mình lễ cong cong khóe môi em đối với anh một chút đều không có quan tâm em không chỉ không thích anh em không thích bất kỳ người đàn ông nào em chỉ thích nhạc nhạc thôi nguyễn nhàn cúi đầu hôn con trai cô đặt tên con trai là nguyễn hướng nhạc tên rất thông thường nhưng hướng về buổi sáng đại diện cho buổi sáng cuộc sống mới nhạc của nhạc thia gia nhạc của nhạc tiếu nhi cũng là tiếp nối nhạc gia nhạc nhạc như cảm nhận được điều gì đó nhoèn miệng cười má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhìn thấy cảnh này chu minh lễ hơi xúc động đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một nhạc tiếu nhi ôn hòa dịu dàng như vậy có lẽ đây là kết quả tốt nhất cuộc sống chẳng phải cứ cho đi là hạnh phúc sao nhân tiện anh vừa nhìn thấy hàng xóm bên cạnh có động tĩnh có muốn chuyển nhà không anh ta đột nhiên hỏi nguyễn nhàn sững sờ trong chốc lát cô chuyên tâm ở cữ thật sự không biết một số chuyện ngược lại chị cầm người đang đi mua sắm bên cạnh nói tôi đã nói chuyện với bà vú bên cạnh khi đi mua sắm ngày hôm qua có vẻ như bà chủ bên cạnh đã đổi thành biệt thự hải tân lớn hơn và gia đình đã chuyển đến đó chủ mình lễ ngạc nhiên Biệt thự bây giờ không được phép xây gần biển. Giá đấu giá trước kia của những biệt thự đó là hàng tỷ đấy. Hàng xóm của em rất giàu có, phải không? Ai sống ở đây mà không có tiền chứ? Nhạc Tiếu Nhi cười đáp. Ừ, đúng vậy. Chu Minh Lễ không bận tâm đến chủ đề này nữa. Nhạc Tiếu Nhi không quá quan tâm hàng xóm có sống tốt hay không. Cô là người của công chúng, rất ít khi giao du với hàng xóm. Ai ở cạnh cô cũng không quan trọng. Sau khi hết ở cữ, nhạc tiếu nhi trở lại công ty làm việc. Trước đây cô không có nhiều mục tiêu kiếm tiền, giờ chỉ muốn kiếm thêm tiền để sau này cho con gái tiêu xài. Không cần biết đứa trẻ có tiền đồ hay không, cô ấy sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Ngay cả khi đứa trẻ không có tương lai sáng lạn, thằng bé cũng sẽ không phải chịu vất vả. Buổi tối, xe chạy tới cửa biệt thự của cô, một chiếc xe tài lớn đậu bên ngoài biệt thự hai tầng bên cạnh nhân viên của một công ty chuyển nhà mang theo xe lăn di chuyển vào bên trong. Nhạc Tiếu Nhi cau mày, lùi xe vào gara, đi vào hoa viên. Trần Lôi đang ôm nhạc nhạc và chị Linh giúp việc ở trong sân ngắm hoàng hôn nói chuyện phiếm. Mẹ, có hàng xóm mới chuyển đến sao? Nhạc Tiếu Nhi vừa nói vừa ôm nhạc nhạc. Ừ, nghe nói là bán nhà rồi. Trần Lôi cười nói, môi trường nơi này tốt, tài sản tốt, đừng có bán nhà. Mẹ có biết ai đang sống ở đây không? Nhạc Tiếu Nhi tò mò hỏi. Mẹ chưa gặp chủ nhân. Trần Lôi lắc đầu. Người bên kia tốt nhất không nên có liên lạc với mẹ. Những người giàu có này mẹ không biết cách nói chuyện khi gặp họ. Tránh cho người khác chê cười là một người quê mùa. Linh Tỷ nói đùa. Con gái bà không có thua kém ai, còn bạn bè thì giàu sang, phú quý. Tại sao bà lại phải hạ thấp bản thân chứ? cả đời này tôi quen với những người nghèo khổ rồi trần lôi thở dài nói lần đầu tiên đến kinh đô tôi sống trong căn nhà này đã rất khó khăn nếu như không phải lo cho các con thì thà về quê còn hơn mẹ đừng nói những lời này sau này mẹ phải ở kinh đô cùng với con và nhạc 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 tiêu nhi tức giận nói trần lôi trong lòng ngọt ngào đáp nguyễn nguyễn à sau khi con sinh con cả người trở nên hoạt bát hơn không giống trước đây khi bước vào làng giải trí nữa con rất lạnh lùng xa cách nhạc tiếu nhi giật mình tâm trạng của cô lúc này rất tốt nếu không phải trần lôi nhắc nhở thì cô thậm chí còn không nhận ra mẹ con vào cho con bú đây nhạc tiếu nhi cười nhạt bế đứa nhỏ lên lầu cô bảo mẫu chăm sóc tốt và hiện tại cô ấy đang rất nhiều sữa sau khi sinh em bé, cô hơi mập một chút, nhưng giờ cho nhạc nhạc ăn nhiều cho chóng lớn, cô nhanh chóng giảm cân trở lại vóc dáng như trước. Theo lời của Lâm Minh Kiều, hiện tại cô có bộ dạng như chưa từng sinh con. Ngày hôm sau, âm thanh của việc cải tạo đến từ nhà bên cạnh. Ẩm mỹ mấy ngày, ngày thứ bảy nghỉ ngơi, nhạc tiêu nhi đầy nhạc nhạc trở về sau khi đi dạo trong khu dân cư, chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa biệt thự của cô bấm chuông. Người đàn ông quay lưng về phía cô, mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh khói. Quần tây đen, dáng người rong ròng cao, thẳng tắp, nhưng trên tay lại cầm một cây gậy gỗ rắn chắc. Thoạt nhìn rất có khí chất của một quý ông danh ngoại. Chỉ là bóng lưng của người đàn ông khiến cô có chút quen thuộc vô cớ. Xin lỗi, anh đang tìm ai vậy? Nhạc tiêu nhi thận trọng hỏi. Cơ thể của người đàn ông đông cứng trong vài giây trước khi quay người trở lại. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, có một đường nét trên khuôn mặt khiến bao trái tim phụ nữ đậm loạn nhịp và mê mẩn nhưng vết dẹo mờ nhạt dưới khóe mắt ảnh hưởng đến một chút nhan sắc. Tuy rằng kém đẹp trai một chút, nhưng lại có chút xấu xa của người đàn ông trưởng thành, quyến rũ và phóng túng. Sau khi đầu của nhạc tiếu nhi ngây ra vài giây, trong tiềm thức cô nhìn xuống cái chân đang đứng của anh ta, đã gần một năm kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở nước r cách đây một năm chân còn trống giờ đã mặc quần đứng thẳng nên không thể nói là bị khuyết một chân chỉ là nhạc tiếu nhi rất rõ ràng phần lớn chân không phải là chân của người bình thường nếu không anh ta sẽ không dựa vào cây gậy anh trở về nguyệt hàn khi nào sự kinh ngạc của nhạc tiếu nhi nhanh chóng lắng xuống còn chưa tới ba ngày nữa quý tử uyên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt khó có thể tưởng tượng cô đã làm mẹ rồi đã một năm không gặp trên mặt có chút béo dáng người cũng không gầy yếu như trước nữa dưới áo len là bộ quần áo nên so với trước kia thì càng thêm hấp dẫn bóng tối lóe lên trong mắt của người đàn ông nhưng anh không dám dừng lại ở đó sau khi nhanh chóng rời đi ánh mắt anh rơi vào đứa trẻ trong xe đẩy tim anh thắt lại dữ dội đây là con của anh ấy và cô ấy Trước đây, anh có nghe lão hoắc nói về chuyện đó, nói rằng đứa trẻ rất dễ thương. Chỉ là lần cuối cùng lão hoắc gặp mặt là khi đứa bé vừa chào đời. Đến nay đã hơn một tháng, nét mặt của đứa trẻ cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Nó đang nằm trong nôi, tò mò nhìn thế giới với đôi mắt đen mở to. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, lông mày của nó chưa mở hết và không thể nói nó giống ai nhưng có thể dự đoán rằng các đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ khi lớn lên sẽ rất đẹp đây là đứa nhỏ đó sao quý tử uyên nắm chặt cây gậy nhẹ nhàng hỏi tên là gì vậy nguyễn hướng nhạc quý tử uyên lập tức hiểu ra ý tứ của ba chữ này tốt lắm anh hy vọng em thật sự có thể vì đứa nhỏ này mà có một cuộc sống mới Nhạc Tiếu Nhi gật đầu, phòng trừng sau khi sinh con, tâm trạng của cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều khi gặp lại Quý Tử Uyên. Sự xuất hiện của nhạc nhạc mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Thật ra tôi đã từng may mắn sống sót, nhưng những người thân thực sự của tôi thì đã mất từ lâu. Bây giờ có thằng bé khiến tôi hiểu rằng tôi không còn cô đơn trên thế giới này. Em chưa bao giờ đơn độc. Quý Tử Uyên thốt ra theo bản năng, nhưng sau khi nhìn ý cảnh giác trong mắt của nhạc tiếu nhi, anh nhanh chóng nói. Ý anh là em có những người bạn như Khương Tuyết Du, Lâm Minh Kiều, họ là những người bạn tốt nhất của em. Nói như vậy, nhưng bạn bè thì vẫn luôn là bạn, và họ cũng có con cái, gia đình, người thân của mình. Nhạc Tiếu Nhi mỉm cười. Vậy thì phải nói sao đây? Anh có gia đình, nhưng cũng coi như không có. Quý tử Uyên nhún vai, chống gậy từng bước đến gần cô chân của anh ấy không còn như trước để đi lại bình thường khi anh ấy bước đi thì rõ ràng là đi gập khiễng nhưng nếu người không hiểu biết nghĩ rằng anh chỉ bị chấn thương ở chân mới xảy ra tình huống như thế này dường như nhận ra ánh mắt của cô quý tử uyên giải thích đó là bộ phận giả của tinh thạch nó hoạt động tốt nhưng không thể đi quá nhanh chân sẽ bị đau nhạc tiếu nhi giật mình tiếu nhi anh dọn đến ở cạnh nhà em đây là mấy cái bánh bao do đầu bếp ở nhà làm. Anh đến đây đặc biệt đưa cho em. Quý tử Uyên đưa tay phải một hộp đồ. Sau đó nhạc tiếu nhi giật mình. Anh là hàng xóm mới của tôi sao? Ừ. Quý tử Uyên bình tĩnh gật đầu. Nhạc tiếu nhi lập tức nhíu mày thật sâu. Thì ra người hàng xóm lúc trước đột nhiên chuyển đi. Nghe nói đến bên bờ biển bọn họ mua một căn biệt thự trị giá hàng tỷ. Không phải là quà của anh đấy chứ? Quý tử Uyên nếu anh nói không có lẽ cô sẽ không tin nhất là ánh mắt nhạc tiếu nhi lúc này như muốn nói tốt hơn hết anh nên thẳng thắn giải thích với tôi nếu không anh sẽ tự làm tự chịu à phải anh đã đổi cho người hàng xóm kế bên của em một biệt thự ở bên bờ biển anh anh bị sao vậy anh bị điên sao quý tử uyên thành thật giải thích nhưng nhạc tiếu nhi lại lập tức tức giận nếu như trong tay có thứ gì đó, cô nhất định sẽ đập vào đầu của quý tử uyên không chần chừ Đổi một biệt thự mấy nghìn tỷ, lấy một biệt thự bảy tám tỷ. Tôi không nghĩ anh không chỉ hỏng chân mà hỏng cả não rồi. Anh giàu có vậy, sao không đổi với tôi? Tôi không ngại sống ở ven biển đâu. Tôi đổi cho anh biệt thự của tôi. Mặc dù đã đạt được tự do tài chính, nhưng cô ấy sẽ ngại chi hàng tỷ đô la để đến bãi biển đấu giá và mua một ngôi nhà. Cô ấy sẽ rất đau lòng mà quý tử uyên bệnh thần kinh này đối với người khác không chớp mắt phá ra chi tử anh ta thực sự không biết kiếm tiền khó như thế nào sao quý tử uyên không cảm thấy xấu hổ hay là tức giận ngược lại nhìn thấy cô vì tức giận trở nên sinh động hơn rất nhiều không khỏi nở nụ cười nếu anh biết em muốn sống ở biệt thự hải tân đừng nói đổi tặng cho em luôn cũng được nhưng rất tiếc anh chỉ có mỗi cái đó thôi tránh xa tôi ra không hiểu sao, nhạc tiếu nhi lại tức giận khi nhìn thấy anh. Hơn nữa, anh ấy còn có thể cười nữa. Tiếu nhi, đừng tức giận. Quý tử uyên nịnh nọt nói, em đổi nhà chủ yếu là muốn sống gần em hơn thôi. Quý tử uyên, anh muốn làm cái gì? Nhạc tiếu nhi nhướng mày trở nên cảnh giác. Lúc trước, anh đã cứu tôi. Tuy rằng chúng ta đã hòa nhau, nhưng không có nghĩa là chúng ta vẫn còn có thể. Đương nhiên, tôi không phải là chê anh què chân không xứng với tôi, Tôi chỉ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi và tôi không còn tình cảm với anh nữa. Tiếu Nhi, anh không nói em phải ở cùng. Quý Tử Uyên cười nhạt. Anh đã thế này, cộng thêm những chuyện ngu xuẩn trước đây đã làm. Em không có tình cảm với anh là chuyện bình thường thôi. Kiếp này chúng ta không thể yêu nhau. Vậy anh muốn sống kế bên nhà em, thỉnh thoảng được nhìn thấy em là anh đã rất hạnh phúc rồi. Anh không mong đợi điều gì khác. Hơn nữa, anh biết bản thân mình thế nào với bộ dạng què quạt như thế này không ai thèm để ý đến anh hết vậy anh cũng không cần phải tự ti như vậy nhạc tiếu nhi đau đầu nếu quý tử uyên nói rõ ràng muốn theo đuổi cô cô vẫn sẽ từ chối nhưng không anh ta nói rằng anh ta không theo đuổi cô anh nhìn bản thân mình hiện tại vẫn còn có thể đi được anh lại có tiền có nhiều người khuyết tật không có nhiều tiền như anh đâu nhưng họ vẫn có thể kết hôn và tìm vợ tôi tin rằng anh cũng có thể làm được điều đó tìm được thì sao chứ nếu không tìm được thì thế nào đều không phải là người anh yêu quý tử uyên lắc đầu dứt khoát hiện tại em đã có con cũng không định kết hôn tìm bạn trai anh cũng vậy đời này chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều không thể ở bên nhau được nữa đối với phần còn lại của cuộc đời anh chỉ muốn sống như thế này thôi đồng hành cùng em nhạc tiếu nhi giật mình trong một lúc cô quên mất phải nói gì cho đến khi quý tử uyên quay lại và bấm chuông cửa Tôi đang tới đây, tới đây. Trần Lôi lúc đầu vội vàng chạy tới mở cửa, nhìn thấy Quý Tử Uyên liền vô cùng kinh ngạc. Quý Thiếu, sao anh lại trở về Nguyệt Hàn? Cái chân này... Gì à? Con ở nhà bên cạnh, con mang bánh bao cho gì? Quý Tử Uyên nở một nụ cười ấm áp và tươi sáng. Thì ra anh là hàng xóm mới dọn đến ở bên cạnh. Mời anh, mời anh, vào đây nào, Trần Lôi niềm nở mời người vào trong, nhân tiện liếc mắt nhìn nhạc tiếu nhi trách móc. Hiếm khi quý thiếu trở lại, còn không mau mời vào đi. Nhạc tiếu nhi lặng lặng đầy xe đầy đi vào bên trong. Quý tử uyên bước đi chậm hơn một chút. Rất nhanh, nhạc tiếu nhi đã đi tới. Trần Lôi liếc nhìn lại. Con gái bà mặc một chiếc áo len màu xám khói với một chiếc quần jean rách đơn giản bên dưới mái tóc được vén ra sau một cách ngẫu hứng, làm cho chiếc cổ của nó trở nên thanh mảnh và mảnh mai hơn. Bên cạnh con bé, quý tử uyên vóc người cao lớn, tuy rằng chống gậy nhưng nhìn không xa là người tàn tật chút nào, ngược lại có khí chất cường hãn như một quý ông người Anh. Mặc dù trên mặt có một vết sẹo là mất đi một chút diện mạo nhưng lại tăng thêm một chút lạnh lùng và quyến rũ khó cưỡng của một người đàn ông trưởng thành hai người đứng cùng nhau nhìn nguyễn hướng nhạc đứa bé như phấn điêu ngọc trác trong xe đẩy trông giống như một gia đình ba người thực sự sau khi vào nhà trần lôi cắt bánh bao vào tủ lạnh bảo mẫu mang nước lên nhạc nhạc dường như nhận thấy đã trở về nhà lập tức miễn cưỡng vẫy vẫy tay nhỏ bé trong xe đẩy ẩm ừ như sắp khóc trần lôi nhanh chóng bế đứa cháu nhỏ ra ngoài quý tử uyên trong lòng rối rắm khi nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy đặc biệt là anh biết đứa nhỏ đó dì à cho con ôm một cái được không quý tử uyên thận trọng hỏi trần lôi trong tiềm thức liếc nhìn nhạc tiêu nhi thấy cô cúi đầu uống nước không lên tiếng mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng đưa tiểu nhạc vào vòng tay của quý tử uyên quý tử uyên một đời kiêu ngạo lúc này lại sững sờ anh cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của đứa trẻ mà không dám động đậy. Sao có thể dễ thương quá, nhỏ xíu như vậy. Thật ra, Quý tử Uyên trước giờ không có tình cảm với trẻ con, không giống như Nhạc Tiếu Nhi, anh ta chưa từng nghĩ đến việc cần một đứa trẻ đi cùng, cũng không nghĩ tới chuyện kế thừa gia sản. Chỉ là Nhạc Tiếu Nhi muốn có con nên anh nhất định không muốn cô sinh con cho người khác. Sau đó sử dụng tinh trùng của mình Trước đó, quý tử uyên chưa bao giờ mong đợi nhiều ở con cái. Tuy nhiên, giờ anh thấy trái tim sắt đá của mình dường như bị nụ cười trong sáng của đứa trẻ đánh trúng. Nhạc nhạc dường như cũng nhận ra cái ôm này khác với những cái ôm lúc trước. Cậu nhóc tò mò nhìn anh bằng đôi mắt trong veo và hoàn mỹ. Miệng thì oe oe, lâu lâu lại cười xanh mãnh. Thằng bé đang nói cái gì vậy? Quý tử uyên tò mò hỏi. Nhạc tiếu nhi nhìn anh không lên tiếng. Trần lôi cười, nhạc nhạc của chúng tôi rất vui thật sao quý tử uyên kinh ngạc vậy nó rất thích con sao nhạc tiêu nhi bĩu môi thằng bé còn nhỏ như vậy không biết phân biệt người lạ chỉ cần nó ăn uống no đủ nhìn thấy ai thì cũng sẽ vui vẻ cả thôi quý tử uyên con trai anh ấy dễ tính như vậy sao anh nghe mẹ mình kể từ nhỏ đã cảnh giác mới một tháng tuổi có người lạ ôm anh sẽ khóc đứa trẻ này có thể tính cách không giống anh sao hay là khi còn bé tiếu nhi đã như thế này không đúng tiếu nhi dùng thân thể của nguyễn nhan có thể rèn sẽ theo nguyễn nhan nhìn thấy quý tử uyên này mày nhăn lại vui mừng một hồi nhạc tiếu nhi không thể giải thích được tôi sẽ ôm nó cô đưa tay về phía anh quý tử uyên nhướng mày coi thường anh sao anh bị gãy chân không phải gãy tay đâu bế trẻ con rất dễ dàng quý tử uyên lại chớp chớp mắt đáng thường nói để cho anh ôm một hồi đi anh chưa từng thấy đứa nhỏ nào đáng yêu như vậy thích thì tự sinh một đứa đi nhạc tiêu nhi than thở cô không có ép anh độc thân không sinh quý tử uyên lắc đầu cả đời này anh đều chỉ có một người thôi không thể chứa được người khác nữa mọi người còn ở đó trước mặt trần lôi nói như vậy Trái tim của nhạc tiếu nhi thoáng chốc cứng đơ. Cô cảm giác được ánh mắt kỳ lạ của Trần Lôi, mặt cô lập tức nóng lên. Tên điên khủng này, bệnh rồi. Trần Lôi cười cười. Trời sắp tối rồi, quý thiếu có muốn ở lại ăn tối không? Quý thiếu thích ăn gì, tối nay tôi nấu. tay nghề nấu ăn của dì hẳn là rất tốt. Quý tử uyên lập tức nịnh nọt nói. Lúc trước khi nằm viện, canh của dì rất ngon, còn chưa từng ăn món canh gà nào ngon như vậy. Đó là con gà Tây mà tôi mang từ quê lên. Trần Lôi đứng dậy nói, ở nhà chúng tôi chỉ có nửa con gà thôi, nếu cậu thích thì tối nay tôi sẽ nấu cho cậu. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Nhà anh ấy sống ở bên cạnh, có thể về nhà ăn cơm rồi. Nhạc Tiếu Nhi không thích dáng vẻ nịnh nọt của quý tử uyên. Đột nhiên không nói một tiếng đến bên cạnh mình, còn nói trong lòng chỉ có một người, trong lòng đang mơ tưởng gì, cô đều rõ ràng. Quý tử uyên đắc ý chớp mắt, Quên đi, gì à? Còn có một thân một mình, trở về ăn cũng được. Ăn một mình thì buồn lắm. Trấn lôi từ lâu đã cảm thấy cha mẹ quý tử uyên quá đáng. Nhưng bây giờ nghe nói vẫn đang ăn một mình với một chân què. Trong lòng chợt thấy xót xa. Vừa hay, cậu mang sùi cào tới đây. Cả bánh bao nữa. Hôm nay ăn canh gà nấu sùi cào bánh bao đi. Canh gà còn có thể nấu sùi cào sao? Khuôn mặt tuấn tú của quý tử uyên tràn đầy mong chờ và kinh ngạc con chưa từng ăn qua. Tối nay tôi sẽ nấu cho cậu nếm thử. Trần lôi sắn tay áo thu xếp. Tiếu nhi đối xử tốt với khách. Quý thiếu chính là ân nhân cứu mạng của con đó. Dì à, đừng luôn gọi con là quý thiếu nữa. Cứ gọi con là tiểu quý. Quý tử uyên cười nói. Được rồi, từ nay tôi sẽ gọi cậu là tiểu quý. Trần lôi thấy quý tử uyên càng ngày càng thân thiết. Cũng cảm thấy con gái mình và quý tử uyên ở cùng nhau khá hợp nên khi rời đi, bà nháy mắt cho chị Cầm và chị Linh một cái. Cả hai đều là những người thông minh và ngay lập tức kiếm cớ phụ giúp việc bếp núc rời đi. Phòng khách bỗng nhiên chỉ còn lại nhạc tiếu nhi quý tử uyên. Nguyễn hướng nhạc chỉ có thể lúc khóc lúc cười. Ăn một mình, nhạc tiếu nhi nhướng mày cười nửa miệng. Tiểu quý, anh thật biết thao túng tâm lý mẹ tôi quá. Tiểu quý, Quý Tử Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn này mới ngoài 20 tuổi. Nghĩ đến tuổi tác, khóe miệng không khỏi có rút lại. Tiếu Nhi, anh lớn tuổi hơn em đấy. Ồ, vậy tôi nên gọi anh là Đại Quý sao? Nhạc Tiếu Nhi về mặt vui đùa. Về mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên dững lại trong giây lát. Cho đến khi Nhạc Tiếu Nhi ở đối diện lóe lên một tia cười không tự chủ được trong mắt. Trong lòng chợt mềm nhũn dối rắm. Tiếu Nhi, đã lâu không thấy em ở trước mặt anh thoải mái như vậy quý tử uyên nhẹ giọng nói đương nhiên không chỉ ở trước mặt anh anh cảm thấy cả người em đều trở nên khác thường như có ánh nắng mặt trời vậy nhạc tiêu nhi cũng biết cô đã thay đổi rất nhiều hiện tại cô dường như đã tìm được một chút niềm vui trong cuộc sống cô trợn mắt nhìn quý tử uyên hiện tại tôi phải sống cho hướng nhạc làm mẹ có thể khiến em thay đổi nhiều như vậy sao Quý tử uyên trầm mặc nhìn đứa con rất nhỏ trên tay, trong lòng đột nhiên hiểu được cảm giác của nhạc tiêu nhi. Phải, vậy nên anh mau tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con đi. Nhạc tiêu nhi nhẹ giọng nói, để tránh sau này anh luôn nói với mẹ tôi rằng anh ăn một mình sẽ khiến mẹ tôi cảm thấy anh rất tội nghiệp, và sau đó thì anh chạy đến nhà tôi để ăn trực. Cho anh ăn trực một bữa, keo kiệt như vậy sao? Quý tử uyên giễu cợt nói, tôi không keo kiệt, nhạc tiếu nhi cười nhẹ đôi mắt sáng ngời nhìn thấu người tôi sợ rằng ban đầu có người nói là ăn cơm nhưng sau đó lại coi đây là nhà của mình khi nào có thời gian thì lại đến rồi đuổi cũng không chịu rời đi đó tâm tư của anh đã bị cô đoán ra ngay lập tức quý tử uyên hoàng sợ hai giây bình tĩnh lại rất nhanh thở dài nói tiếu nhi không ngờ việc mang bánh bao cho em lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy anh thật sự cảm thấy kiếp này chúng ta không thể bên nhau bản thân anh không xứng với em thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em anh rất hài lòng đúng vậy anh thừa nhận rằng sống bên cạnh em có những động cơ thầm kín nhưng anh ở nước ngoài trị bệnh ngần ấy năm anh vẫn không thể quên em nói xong liền dừng lại rất buồn bực nhìn nhạc tiêu nhi bây giờ anh nghĩ được nhìn thấy em từ xa như thế này cũng là một loại hạnh phúc nhạc tiêu nhi ngần ra hai giây quý tử uyên vẫn một lòng yêu cô cô biết điều đó hóa ra bây giờ quý tử uyên đang ôm một loại ý nghĩ cho dù không thể ở bên nhau cũng phải canh chừng cô sao lúc này nhạc nhạc trong vòng tay của quý tử uyên đột nhiên bật khóc thằng bé nó bị sao vậy quý tử uyên trở nên căng thẳng anh ôm nó rất nhẹ nên không có làm nó bị thương đâu nó chắc là ị thối rồi nhạc tiếu nhi đưa tay ra tôi sẽ thay cho thằng bé không, ị thôi, anh cũng có thể thay. Quý tử Uyên cũng muốn làm gì đó cho đứa nhỏ, nhưng vừa mới mở tã ra, cái thứ chất nhầy màu vàng vàng gần như khiến anh ngất đi. Nhạc tiếu nhi thấy vậy thì ôm ngực cũng không có lại gần. Dương mắt nhìn quý tử Uyên vụng về thay tã cho con, nhưng vô tình lại khiến cho cái chất màu vàng kia dính cả lên quần áo của anh. Quý tử Uyên... Mặt anh gần như xanh mét, anh đang nghĩ rằng thay tã cho con thật dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, nghĩ đến nhạc tiếu nhi gần đây sống như vậy, anh liền cảm thấy không có gì là khó khăn. Nhạc tiếu nhi phải đứng dậy lấy một chậu nước vào rửa mông cho đứa nhỏ. Nhìn thấy đứa nhỏ từ khó chịu trở nên thêm tho, quý tử uyên nhất thời cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn như vậy. Thì ra, đây là cảm giác của một gia đình ba người. Tại sao trước đây anh không coi trọng phụ nữ? Lúc nào cũng ghét bỏ việc phải lấy vợ sinh con, lúc nhạc tiếu nhi trở lại sau khi đổ nước quý tử uyên đành vài cắn răng giao đứa bé cho nhạc tiếu nhi anh về nhà thay quần áo nhạc tiếu nhi nhận lấy cũng không thèm nhấc một cái mi mắt nghe thấy tiếng đóng cửa trần lôi lập tức đi ra tiểu quý đâu con đuổi người ta đi rồi sao nói xong bà có chút bất mãn trừng mắt nhìn con gái làm sao con có thể làm vậy được chứ người ta chân tay không thuận tiện còn ở một mình nữa thật là đáng thương Nhạc tiếu nhi, Trấn Lôi tức giận nói, thực ra mẹ cũng biết chuyện của con và tiểu quý, cậu ấy đã từng rất quá đáng, nhưng con à, điều quan trọng là họ có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Ngoài ra, cậu ấy cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Mẹ, mẹ nói nhiều như vậy, có phải mẹ muốn con ở cùng với anh ta không? Nhạc tiếu nhi có thể thấy được, Trấn Lôi bây giờ thấy thái độ của quý tử uyên rất khác. Mẹ chỉ nghĩ rằng cậu ấy thực sự yêu con. Trần Lôi nghiêm nghị nói, mẹ có thể cảm nhận được tình yêu của Quý Tử Uyên đối với con khác với chú Minh Lễ. Con xem, Minh Lễ thực sự yêu con, nhưng cậu ấy không thể thuyết phục được cha mẹ, cũng không dám vì con mà chống lại người nhà. Quý Tử Uyên đối với con thì khác, sự nghiệp bốc hơi, mạng cũng suýt mất, nhưng trở về cũng không có trở lại công ty việc đầu tiên là chạy tới đây làm hàng xóm của con điều đó có nghĩa là cậu ấy đặt con lên vị trí hàng đầu trong trái tim của cậu ấy con hiểu không đôi mày thanh tú của nhạc tiếu nhi đan vào nhau cô hiểu rõ hơn ai hết quý tử uyên xem cô như thế nào chỉ là có quá nhiều thứ xen lẫn giữa hai thứ đó được rồi mẹ mẹ không cần phải lo lắng chuyện đó đâu nhạc tiếu nhi bất lực nói trước đây con định có một đứa con là vì con không muốn bị mẹ dục kết hôn giờ con mới sinh được một tháng tại sao mẹ lại muốn con kết hôn dù sao thì con cũng không có ý định kết hôn trời ơi con con hẳn là bị chuyện của mẹ cùng với cha con ảnh hưởng rất sâu rồi trần lôi thở dài hối hận nhạc tiếu nhi ờ không 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 hẳn vậy đâu cô chỉ bị quý từ uyên kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện hơn 10 phút sau Quý tử Uyên lại chạy tới, bay vòng quanh nhạc nhạc như ruồi. Vào giờ ăn tối, quý tử Uyên không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của Trần Lôi. "Dì à, món ăn của dì thật sự rất ngon, tuy không có mùi vị như khách sạn lớn nhưng lại có hương vị gia đình. Con đã dành thời gian dưỡng sức ở nước ngoài, mọi thứ khác đều ổn, chỉ có đồ ăn ở đó không quen và con thậm chí không được ăn đồ ăn thường ngày nữa. Về sau nếu muốn ăn thì cứ trực tiếp đến đây ăn cơm trần lôi ngậm miệng chào hỏi điều đó thì thật là ngại quá ngại ngùng cái gì chứ dì sống gần đây như vậy ngay bên cạnh thôi trần lôi nói ở quê gì hàng xóm qua lại mỗi ngày không như ở kinh đô tuy rằng sống ở biệt thự lớn nhưng là gì một chút cũng không quen nơi giàu sống ít người hơn một chút đóng cửa sống cuộc sống của mình nhiều lúc dì cũng thấy chán nếu không có nhạc nhạc thì dì đã quay về quê rồi. Dì à, sống một mình cũng không thú vị. Nhìn đi, dì ở lại đây thật tuyệt. Con gái dì hiếu thuận, cháu trai gì ở với dì nữa. Quý tử uyên nói, còn thấy cây sân rộng như vậy, dì có thể tự trồng rau quả nữa. Không tốt lắm đâu, những bông hoa đó rất đẹp. Những cái đó thỉnh thoảng mới dùng thôi, còn rất nhiều lãnh đạo mà con biết đều tự trồng rau sạch sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Quý tử Uyên nói, Ngày mai, trong sân con cũng muốn trồng một số loại rau thông dụng. Dì à, dì biết không, làm thế nào để trồng nó, dì có thể dạy con cách trồng cây không? Ồ, cậu đã hỏi đúng người rồi, đây là sở trường của tôi đây. Nhạc tiêu nhi không ngờ quý tử uyên lại lôi kéo trần lôi nói vài câu. Không, các hoạt động sau bữa tối đều đã được lên lịch. Cô hít một hơi thật sâu, không khỏi xuyên qua vẻ mặt đạo đức già của quý tử uyên. Món ăn của mẹ tôi quá ngọt. Tôi nhớ trước đây anh không thích củ cải. Tiếu Nhi, em nhớ nhầm rồi. Quý Tử Uyên về mặt phiền muộn. Anh luôn thích món ăn Quảng Đông. Món anh không thích là bùi mạc thần. Nhạc Tiếu Nhi... Không, cô ấy khá chắc mình đã nhớ chính xác. Cô chưa từng ở cùng bùi mạc thần. Ai biết bùi mạc thần thích ăn gì? Nhóc còn, sao còn nghĩ đến cái thứ cặn bã của nhà họ bùi chứ? Trần Lôi chừng mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi, khiến Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn không nói nên lời. Sau bữa cơm, Quý Tử Uyên chăm chú giúp dọn dẹp bát đĩa. Trần Lôi biết anh có vấn đề ở chân, liền yêu cầu anh không được cử động. Gì à, con không sao đâu. Quý Tử Uyên chậm rãi đi theo phía sau thu dọn đồ ăn, chưa kịp đứng dậy đã bị Nhạc Tiếu Nhi nắm lấy cánh tay, kéo người anh qua. Quý Tử Uyên, anh thật là mưu mô, rõ ràng là anh không thích món ăn Quảng Đông, khi đến ăn với mẹ tôi, anh liền muốn trở thành bùi mạc thần. Nhạc Tiếu Nhi nghiến răng nghiến lợi. Tiếu Nhi, em còn nhớ chuyện trước kia. Anh nghĩ anh đã quên hết mọi chuyện giữa em và anh rồi. Quý tử Uyên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang ôm mình. Có thể ngửi thấy một mùi thơm gần gũi. Cút! Nhạc Tiếu Nhi phất tay. Thân hình cao lớn của người đàn ông đột ngột lắc lư hai lần. Người đàn ông và chiếc bát đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh đổ vỡ nhạc thiếu nhi lập tức sững sờ cô thật không ngờ quý tử uyên lại yếu ớt như vậy đúng là cô ấy đã dùng lực tay hơi mạnh một chút vì cô ấy đang ôm đứa bé nhưng không quá nhiều chẳng lẽ anh ta đang dùng khổ nhục kế sao ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu trần lôi liền nghe thấy động tĩnh trong phòng ăn liền chạy ra xem xét kinh ngạc nói ôi trời ơi tiểu quý à cậu làm sao lại té ngã Tôi đã bảo cậu ngồi đi, bắt đũa tôi sẽ lo liệu. Nguyễn Nguyễn à, còn nhìn cái gì vậy, không nhanh đỡ người ta lên đi. Nhạc thiếu Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, ẩm ừ ngồi xồm xuống đỡ Quý Tử Uyên. Ánh mắt cô vô thức liếc về phía chân của Quý Tử Uyên. Lúc trước không để ý thấy anh ta đang mặc quần. Lúc này vén ống quần lên một chút, chỉ thấy bên trong là chân giả làm bằng thạch cao mô phỏng. Nhưng người biết chuyện nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra nó khác hoàn toàn so với chân thật. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Gì à, không sao đâu, còn chỉ sơ ý trượt chân thôi. Thắt lưng và cánh tay của quý tử uyên ngã có hơi đau, nhưng anh ấy không giả vờ ngã. Thường khi đứng, anh ấy chỉ dùng một chân, bởi vì khớp chân của quý tử uyên sau khi dùng lâu sẽ bị đau. Tiếu nhi đột nhiên đầy, hơn nữa, anh còn cầm bát nên không kịp bám vào bàn. Nghe vậy, nhạc tiếu nhi ánh mắt phức tạp nhìn anh. Đừng nhúc nhích, cho dù cậu không giúp tôi thì tôi cũng không có trách cậu đâu. Trần Lôi nhìn thấy dáng vẻ của quý tử uyên lại càng thương xót hơn. Hôm nay té ngã ở nhà thì vẫn phải có người dìu. Thường nếu không có giúp việc thì không có ai giúp đỡ khi té ngã. Hiện tại, bà nghĩ quý tử uyên ở bên cạnh cũng ổn ít nhất có thể chăm sóc một chút được trần lôi xoay người đi lấy chổi quý tử uyên nhìn cái bát bị đập vỡ tứ tung trong mắt hiện lên vẻ khó chịu anh muốn giúp đỡ một số thứ nhưng anh lại làm mọi thứ tệ hơn vừa rồi anh xảy ra chuyện gì vậy nhạc thiếu nhi đỡ anh ngồi xuống trực tiếp hỏi anh không dùng khổ nhục kế đấy chứ quý tử uyên khóe miệng giật giật không nói nên lời không khỏi nói anh hiện tại trong ấn tượng của em thật tệ. Nhạc Tiếu Nhi xấu hổ. Cô cũng không muốn nghi ngờ là do quý tử uyên giờ trò trước mặt Trần Lôi từ lúc anh vào đến giờ khiến cô có chút bối rối. Cho dù anh có khổ nhục kế, anh cũng sẽ không muốn ngã chồng vó lên, xấu hổ quá. Quý tử uyên nói xong thì liền cúi xuống vén ống quần chỗ chân già bằng thạch cao lên cho đến đoạn nối giữa chân thật và chân giả rõ ràng có dấu vết của sự phân đoạn giữa chân thạch cao và chân thật, vì phần đuôi của chân thật có màu đỏ. Nhạc Tiếu Nhi vừa nhìn thì đã cảm thấy khó chịu toàn thân. Sao vậy? Cảm thấy buồn nôn sao? Quý tử Uyên thấy ánh mắt cô biến hóa, mất tự nhiên, đáy mắt không khỏi tối sầm lại. Không. Nhạc Tiếu Nhi nhớ tới nghi ngờ của mình vừa rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ái náy. Không thấy buồn nôn, buồn nôn thì có thể nói thẳng ra, anh sẽ không trách em đâu. Không, không phải vậy mà. Nhạc Tiếu Nhi vội nói, nhưng chân của anh đỏ như vậy, anh không sao chứ. Anh đang cho em xem để chứng minh rằng anh không cố ý ngã. Quý Tử Uyên giải thích, anh không quen dùng cái chân giả này lắm, nhất là các khớp xương sẽ không thoải mái, cho nên khi đi lại anh phải dùng gậy, lúc đứng thì dùng chân bình thường để chống đỡ. Đó là lý do vừa rồi, đột ngột em đẩy anh anh ngã không kịp phòng bị. Nhạc Tiếu Nhi nghe xong thì ái náy vô cùng. Thật là vừa rồi cô đã quá tiểu nhân. Nhưng cô không hiểu rằng dù mang chân giả, Quý Tử Uyên cũng có thể đi lại nhưng vẫn luôn luôn có vài phần khác với người bình thường. Sau này anh sẽ luôn như thế này sao? Bác sĩ nói theo thời gian thì sẽ khỏi nhưng không thể ngày nào cũng đeo chân giả. Quý Tử Uyên chống nặng lên, đã muộn rồi, anh về trước đây. Tôi... tôi sẽ đưa anh về. Nhạc Tiếu Nhi bất an nói. Nghĩ đến vừa rồi anh ngã như thế nào? Không, chỉ cần không có ai đẩy anh đột ngột thì anh sẽ không ngã đâu. Nhạc Tiếu Nhi... Được rồi, nếu là chuyện lớn cô sẽ không bao giờ thô bạo khi gặp anh. Cùng lắm thì mắng anh vài câu cũng không sao. Chỉ là cuối cùng Nhạc Tiếu Nhi vẫn kiên quyết đưa anh tới cửa. Tập đoàn Quý Thị, khi nào thì anh trở về làm việc đây? anh sẽ không trở lại nữa." Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, Nhạc tiêu Nhi sững sờ tại chỗ. "Tại sao?" Quý Tử Uyên bình tĩnh nhìn chăm chăm phía trước bằng đôi mắt đen. "Công ty hiện tại phát triển rất tốt, không có anh không có nghĩa là không thể hoạt động bình thường. Nhưng đó là tâm huyết của anh mà." "Đúng, là tâm huyết của anh, cho nên không cần làm gì mỗi tháng anh vẫn có thể nhận được khoản cổ tức mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được." Quý Tử Uyên cười với cô. Tiếu Nhi, anh từng xem những thứ đó rất quan trọng. Có lẽ vì anh chưa thực sự trải qua bất cứ điều gì khác ngoài những vật ngoài thân đó. Nhạc Tiêu Nhi có thể nghe thấy trong đó chua xót nhưng vẫn trêu ghẹo. Làm như anh phát hiện cái gì quan trọng hơn những thứ ngoài thân vậy. Quý Tử Uyên cười. Làm sao em biết anh không tìm? Đôi nặng và chân dài dừng lại cùng nhau dưới ánh trăng và ánh đèn đường anh dịu dàng nhìn cô cả đời này anh định âm thầm canh giữ thứ quý giá nhất đối với anh tôi là đồ vật sao quý tử uyên không khỏi động lòng trước sự dịu dàng bất giác thốt lên cô không ngủ đến mức không nghe hiểu những gì quý tử uyên đang nói vừa nghe đã không nhìn được hỏi quý tử uyên sững sờ một chút sau đó nắm chặt tay ho nhẹ một tiếng anh sai rồi em không phải đồ vật Nhạc Tiếu Nhi tay lại bắt đầu ngứa. Cô muốn đẩy anh, bảo anh tránh ra. Nhưng đề phòng anh lại ngã xuống, cô cũng không dám động vào nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật phong phú. Quý Tử Uyên không nhịn được cười. Anh đi đi. Nhạc Tiếu Nhi thấy anh cố ý làm như vậy. Ánh mắt cứng rắn nhìn anh. Được, anh đi. Quý Tử Uyên đẩy cửa nhỏ trong sân, đi vài bước, đã đến cửa nhà riêng. Tiếu Nhi ngủ ngon anh vẫy tay chào cô với nụ cười rạng rỡ trong mắt thật tuyệt anh từ nước ngoài trở về từ đó đến nay anh ấy sống cạnh cô ấy và anh không phải lo lắng về việc không gặp lại cô ấy nữa đêm nay quý từ uyên không khỏi mất ngủ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.